Các hình thức nhập hàng Trung Quốc chính ngạch mà bạn nên biết. 1. Nhập hàng Trung Quốc chính ngạch là gì? Nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc là hình thức vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn qua biên giới hai quốc gia theo đường cửa khẩu. Hàng hóa khi vận chuyển chính ngạch sẽ được kiểm duyệt rất kỹ về chất lượng bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm đảm bảo các tiêu chí an toàn theo từng ngành hàng nhập. Do đó, đòi hỏi đơn vị nhập khẩu hàng hóa chính ngạch phải hoàn tất mọi thủ tục, đóng thuế đầy đủ trước khi thông quan. Ngày nay, nhập khẩu chính ngạch sang Trung Quốc được xem là hình thức nhập hàng Trung Quốc được nhiều người ưa chuộng và áp dụng với tất cả mọi đối tượng, không chỉ giới hạn riêng doanh nghiệp hay công ty nào. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, hình thức nhập hàng Trung Quốc chính ngạch ngày càng phổ biến hơn vì nó đảm bảo tính pháp lý, sự minh bạch cho đơn hàng và đem đến nhiều lợi ích đáng kể cho dân buôn. 2. Các hình thức nhập hàng Trung Quốc chính ngạch. Nhập hàng chính ngạch bằng đường hàng không. Vận chuyển chính ngạch Trung Quốc bằng đường hàng không chỉ mới được triển khai gần đây. Hình thức này khá phù hợp với các khách hàng mua lẻ và hàng hóa có kích thước nhỏ nhưng giá trị cao cần chuyển về nhanh chóng. Nhập hàng bằng đường hàng không đảm bảo quá trình nhận hàng nhanh chóng với độ an toàn cao. Tuy nhiên, thủ tục thông quan hàng không lại rất phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc bằng đường bộ. Đường bộ được xem là hình thức vận chuyển tiên phong trong dịch vụ nhập hàng chính ngạch và được nhiều khách hàng lựa chọn. Đường bộ là lựa chọn tốt nhất với những ai muốn vận chuyển mặt hàng nhỏ, gọn và không quá cồng kềnh. Bởi hình thức này giúp hàng hóa chuyển về một cách dễ dàng và thủ tục thông quan lại vô cùng nhanh chóng, thuận tiện. Nhập khẩu hàng Trung Quốc chính ngạch bằng đường biển. Tương tự như đường bộ, đường biển là hình thức nhập hàng Trung Quốc chính ngạch phổ biến và nhanh chóng. Đường biển thường phù hợp với những doanh nghiệp có nhu cầu nhập hàng số lượng lớn và cồng kềnh. Hàng hóa của bạn sẽ được đóng vào các thùng lớn hoặc các container và được công ty vận chuyển hỗ trợ đưa lên tàu thuyền. Điểm mạnh của đường biển là được phép vận chuyển nhiều hàng hóa cùng lúc với cước phí rẻ nhưng đổi lại thời gian di chuyển khá lâu. Một số lưu ý quan trọng khi nhập khẩu Trung Quốc chính ngạch. Lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp. Mặc dù sự đa dạng sản phẩm khi nhập hàng chính ngạch là điều không thể phủ nhận nhưng khách hàng phải cẩn thận khi lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp. Cần đảm bảo sản phẩm bạn chọn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và không thuộc hàng cấm nhập khẩu. Ngoài ra, hàng nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc thường là các loại hàng hóa số lượng lớn và đặc biệt. Để đảm bảo chất lượng, bạn hãy tìm hiểu kỹ càng về thông tin nhà cung cấp. Thời gian vận chuyển. Lựa chọn hình thức nhập khẩu Trung Quốc chính ngạch bạn phải quan tâm đến vấn đề thời gian vận chuyển. Dựa vào nhu cầu nhận hàng nhanh hay chậm để ưu tiên hình thức đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không để đảm bảo hàng về đúng hẹn và không tắc biên. Ngoài ra, thời gian vận chuyển hàng hóa nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào các thủ tục thông quan và khả năng xử lý linh hoạt vấn đề phát sinh của đơn vị vận chuyển. Chọn dịch vụ vận chuyển uy tín. Nhận thấy những lợi ích đáng kể mà hình thức nhập hàng chính ngạch đem lại cho khách hàng, nhiều công ty nhập khẩu đã ra đời. Bạn cần sáng suốt để lựa chọn dịch vụ vận chuyển hàng chính ngạch uy tín dựa vào các tiêu chí sau. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có quy trình làm việc nhanh chóng và tinh thần trách nhiệm cao. Sẵn sàng tư vấn dịch vụ phù hợp nhất và đưa ra lời khuyên hữu ích khi khách hàng gặp khó khăn. Đơn vị có năng lực xử lý đơn hàng và thủ tục thông quan nhanh chóng. Khả năng xử lý các vấn đề phát sinh linh hoạt. Thời gian nhận hàng đúng hẹn, không tắc biên. Cước phí nhập hàng hợp lý, công khai và minh bạch. Có kho bãi tại Trung Quốc và Việt Nam. Thủ tục, chứng từ hàng hóa. Việc chuẩn bị đầy đủ thủ tục, chứng từ hàng hóa là điều rất cần thiết. Việc này vừa giúp bạn tiết kiệm thời gian lại giúp cho quá trình thông quan hàng hóa diễn ra thuận lợi hơn. Không chỉ chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ quan trọng, bạn cần phải kiểm tra xem những thông tin hiển thị trên giấy tờ đã đảm bảo tính chính xác và đồng nhất hay chưa. Hoa Nam Logistics là đơn vị vận chuyển Trung Việt chính ngạch uy tín hàng đầu hiện nay, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ A đến Z về nhập hàng Trung Quốc chính ngạch.